mọi người nha. Đó. Vì cái đạn đũa là em thay cái đạn mới nên nó không nó rất là tiếng, khi nó đánh bend lên rất là mạnh, cắt rất là cực ngọt và rất là mạnh. Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì em sẽ làm một cái review ngắn để test thử hai cái con máy cắt sắt thể lực này. Thì hai con máy này thì nhìn sơ qua về ngoại hình thì nó không có được đẹp ha mọi người ha. Nhưng mà hai con máy này là đã dọn lại rất là tươm tất, rất là ok. Bộ lòng mà bên trong là đã thay đạn, thay bi bên trong rồi. Cái máy mà về mà chạy vài ngày mà nó bị nó bị bend không lên á là do cái gọi là cái đạn đũa bên trong nó bị mòn quá rồi. Thì nhiều anh em là không có nhập được cái đạn đũa đó, thì nhiều anh em là đi lấy cái đạn đũa đó đi mạ chrome. Cái mạ chrome thì về chạy bên dùng vài ngày á, bên dùng vài ngày thì cái lớp chrome đó nó sẽ bị bong ra và lúc đó nó sẽ bị mòn lại giống như cũ, thì lúc đó không bên được nữa. Còn ở đây thì bên em là nhập trực tiếp cái đạn đũa đó từ Hàn Quốc về luôn, nên thành ra là tất cả những cái đạn đũa bên trong cái máy này á là đều thay, nếu như cái đạn nào mà nó mòn quá rồi là phải thay đạn mới. Thì hầu như là con này á, hai con này nhìn ngoại hình nó không có đẹp, nhưng mà được cái là bên trong là đã dọn lại rất là đâu đó chỉnh chu. Thì để bây giờ em sẽ cắt thử cho mọi người xem ha. Cây sắt này là cây sắt Phi 20 nha, cây sắt Phi 20 sắt tròn và sắt trơn Phi 20. Thì con này là cắt sắt Phi 25 nha mọi người nha, nhưng mà vì nó máy cũ nên khi mình cắt thì nó cái công suất của nó, nếu như mình cắt máy cũ thì mình cắt tầm khoảng Phi 22, Phi 25 vẫn cắt được, nhưng mà mình cắt Phi 22 đổ lại là ok nha mọi người nha. Bây giờ em sẽ test thử cho mọi người xem. Rất là ngọt luôn mọi người ha. Em test tiếp cái con máy màu vàng này ha. Cắt bọc luôn nha mọi người nha. Đó. Vì cái đạn đũa là em thay cái đạn mới nên nó không nó rất là tiếng, khi nó đánh bend lên rất là mạnh, cắt rất là cực ngọt và rất là mạnh luôn. Thì hai cái con máy này á thì ngoại hình nó hơi nhỏ, ngoại hình nó hơi xấu một tí. Thì nếu như mọi người á mà mua trực tiếp trên cái video này á thì cái giá em sẽ bán cực kỳ ưu đãi luôn, chỉ duy nhất hai con này và trên cái video này nha, cực kỳ ưu đãi là cái giá là 5.8 triệu thôi. Cái giá bình thường, những cái con máy bình thường là em bán từ 6.2 triệu tới 6.5 triệu tùy máy, nhưng mà riêng hai con này, thứ nhất là ngoại hình nó tương đối là không được đẹp lắm, nhưng mà bộ em cam kết là bộ lòng của nó là rất là ok, em đã làm đâu đó rất là ok, và em sẽ khuyến mãi trực tiếp trên cái video này. Nếu như anh em nào mua hàng á thì để lại cái số điện thoại bên dưới cái video này thì em sẽ bán với lại cái giá là 5.8 triệu, chỉ duy nhất hai con này và trên cái video này nha mọi người nha. Thì liên hệ em là qua số điện thoại là 0902725786 ha. Đó, chỉ duy nhất hai con này và trên cái video này là em bán giá là 5.8 triệu và bảo hành cho mọi người là 3 tháng, đổi trả trong vòng 7 ngày. Đó. Hàng cũ bên em là đổi trả 7 ngày và bảo hành 3 tháng nha mọi người nha. Duy nhất trên cái video này và duy nhất hai con này thôi. Vâng, xin cảm ơn mọi người.